Cựu Bộ trưởng Tư pháp Haiti bị tình nghi chủ mưu ám sát Tổng thống. Giới khoa học quan ngại khi Anh dỡ bỏ mọi hạn chế phòng dịch. Ghi nhận ca mắc COVID-19 tại làng vận động viên Olympic Tokyo 2020. Thưa quý vị, cảnh sát Colombia vừa công bố các chi tiết mới về cuộc điều tra vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise. Theo đó, một cựu bộ trưởng tư pháp Haiti có thể là chủ mưu. Nhân vật bị tình nghi là cựu bộ trưởng tư pháp Haiti Joseph Felix Badiou, và ông này có thể đã thuê các sát thủ nước ngoài 3 ngày trước khi xảy ra vụ ám sát. Nhà chức trách Colombia trong tuần qua đã mở cuộc điều tra đối với 4 công ty đã thuê 17 cựu quân nhân người Colombia bị cáo buộc là có dính líu tới vụ ám sát Tổng thống Haiti. Vụ ám sát Tổng thống Haiti đã được lên kế hoạch tại nước láng giềng Cộng hòa Dominicana, và trong số 28 tay súng có tham gia vụ việc thì có 26 người Colombia và 2 người Mỹ gốc Haiti. Một chiếc máy bay chở khách hạng nhẹ của Nga đã phải hạ cánh khẩn cấp trong rừng Taiga, vùng Siberia sau khi mất liên lạc với kiểm soát không lưu. Nguyên nhân sơ bộ được thông báo là do trục trặc kỹ thuật. Hình ảnh video từ hiện trường cho thấy máy bay An-28 thuộc sở hữu của hãng hàng không Siberia bị trượt dài và lật ngửa trong quá trình hạ cánh khẩn cấp. Rất may là toàn bộ 18 người trên máy bay đều sống sót và 2 phi công chỉ bị thương nhẹ. Vụ tai nạn xảy ra do cả 2 động cơ của máy bay đều bị hỏng, có thể do chất lượng của nhiên liệu. Khi mất tích thì đèn hiệu khẩn cấp của máy bay đã được kích hoạt. Tới nay, ít nhất 153 người đã thiệt mạng trong đợt mưa lũ lịch sử tại Đức, Bỉ và Hà Lan. Riêng con số thiệt mạng tại Đức đã lên tới 133 người. Đức lo ngại sẽ có thêm nhiều người chết sau khi mưa dữ dội gây ra các trận lũ lụt lớn càn quét ở phía tây nước này. 133 người thiệt mạng là số người tử vong vì thảm họa tự nhiên lớn nhất tại nước này trong gần 60 năm qua. Hiện vẫn còn hàng chục người đang mất tích. 850 binh sĩ Đức đã được triển khai tham gia cứu hộ. Trong khi đó, tại Bỉ thì 27 người chết, 19 người mất tích khi mưa lũ như sóng thần đã quét qua khu vực Liège và Verviers, khiến các con sông ở đây bị vỡ bờ. Và Bỉ sẽ tổ chức lễ quốc tang tưởng niệm các nạn nhân trong trận lũ lụt lịch sử này trong ngày 20 tháng 7. Từ ngày 19 tháng 7 tới, thì Anh sẽ dỡ bỏ hầu hết các quy định phòng dịch, trong khi số ca mắc COVID-19 tại nước này hiện ở mức khoảng 30.000 ca một ngày và đang có xu hướng tăng nhanh. Đây được coi là một thử thách đối với chiến dịch triển khai vaccine mà Anh đã tiến hành rất nhanh chóng. Hơn 4.200 nhà nghiên cứu và nhân viên y tế đã gửi một bức thư ngỏ tới chính phủ Anh để bày tỏ những quan ngại của mình. Cùng chung tâm trạng lo lắng với hơn 4.000 chuyên gia y tế Anh, 1.200 nhà khoa học quốc tế cũng cảnh báo việc nước Anh dỡ bỏ hầu hết các hạn chế trong thời điểm này có thể dẫn đến một mối đe dọa chết người. Sau khi dỡ bỏ phong tỏa, có thể làn sóng dịch thứ 3 sẽ xảy ra vào giữa tháng 8, khi các ca mắc mới sẽ đạt mức cao kỷ lục và sẽ kéo dài đến hết tháng. Số ca nhập viện có thể lên tới 1.000 đến 2.000 ca một ngày, và số ca tử vong có thể lên đến 100 đến 200 ca một ngày tại đỉnh dịch. Sau khi áp đặt lệnh hạn chế ngặt nghèo nhất trong thời bình ở nước Anh, Thủ tướng Boris Johnson tin rằng chương trình vaccine đã phủ đủ để ngăn cản làn sóng dịch mới, làm hệ thống y tế quá tải, và giờ là lúc quay trở lại với vấn đề kinh tế. Quyết định dỡ bỏ các biện pháp hạn chế phòng dịch dựa trên 4 tiêu chí. Chương trình tiêm chủng tiếp tục có bước tiến bộ mới, số ca nhập viện và tử vong giảm, tỷ lệ mắc bệnh không có nguy cơ gây áp lực đối với hệ thống y tế quốc gia, và không có biến thể mới có thể khiến thay đổi các nguy cơ về dịch bệnh. Đại dịch vẫn chưa kết thúc và tiếp tục mang đến rủi ro, nhưng chúng ta vẫn phải thẳng thắn rằng nếu không thể mở cửa trở lại xã hội vào lúc này, thì đến lúc nào chúng ta mới có thể quay lại cuộc sống bình thường. Ông Boris Johnson gọi ngày 19 tháng 7 tới là ngày tự do, nhưng tự do trong sự thận trọng và kiềm chế. Chính phủ sẽ đưa ra các hướng dẫn mới nhằm kiểm soát dịch bệnh. Người dân tiếp tục được khuyến cáo đeo khẩu trang ở những nơi đông người, như trên các phương tiện giao thông công cộng và trong các cửa hàng. Theo các nhà khoa học, nước Anh có vị trí thông thương quan trọng trên thế giới, có nghĩa là bất kỳ biến thể nào xuất hiện ở đây cũng có thể lây nhanh ra phần còn lại của thế giới.
Viện Khoa học Ấn Độ vừa công bố công thức vaccine ấm, tức là vaccine không cần bảo quản lạnh như các loại hiện nay, đang có những tín hiệu tích cực. Qua bước đầu thử nghiệm, thì công thức này đã kích hoạt phản ứng miễn dịch mạnh mẽ, chống lại mọi biến thể của virus SARS-CoV-2, bao gồm cả Delta. Công thức vaccine ấm được Viện Khoa học Ấn Độ và Công ty Công nghệ Sinh học Minvax phát triển. Qua thử nghiệm trên chuột, các nhà khoa học phát hiện ra các công thức của vaccine ấm đã kích hoạt phản ứng miễn dịch mạnh mẽ, chống lại mọi biến thể của SARS-CoV-2 như Alpha, Beta, Gamma và Delta. Đáng chú ý, các công thức vaccine này vẫn ổn định ở 37 độ C trong 1 tháng và ở 100 độ C trong 90 phút. Trước hết, công thức vaccine này giúp sản sinh một lượng kháng thể trung hòa cao trong quá trình thử nghiệm trên động vật và dự kiến một hiệu quả tương tự sẽ xuất hiện khi bước sang giai đoạn thử nghiệm trên người. Lợi thế của công thức này đó là nếu xuất hiện nhiều biến thể virus thì mức kháng thể có thể giảm nhưng vẫn sẽ được duy trì ở ngưỡng an toàn, giúp bệnh nhân không bị rơi vào tình trạng nguy kịch. So sánh với các loại vaccine khác, vaccine của Pfizer-BioNTech phải được bảo quản trong kho lạnh chuyên dụng ở âm 70 độ C, trong khi vaccine của AstraZeneca Oxford phải được giữ từ 2 đến 8 độ C. Nghiên cứu ứng dụng công thức vaccine ấm sẽ giúp đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng ngừa COVID-19 tại các địa điểm xa xôi, không có đủ điều kiện về máy móc, kho lạnh để dự trữ. Nghiên cứu công thức vaccine đã chứng minh sự cần thiết của sự hợp tác khoa học toàn cầu liên tục để phát triển thêm vaccine và phương pháp điều trị COVID-19. Tổ chức Khoa học và Nghiên cứu Công nghệ Khối Thịnh Vượng Trung đã thu thập thông tin đánh giá hiệu quả công thức vaccine ấm. Dự kiến Ấn Độ sẽ đưa vào thử nghiệm lâm sàng trên người công thức vaccine này vào cuối năm nay. Quý vị đang theo dõi Thế giới chuyển động và tiếp theo sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác. Theo thông tin từ hãng tin tức Reuters, 22 quốc gia đã triển khai hoặc có kế hoạch triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em và thiếu niên, độ tuổi phổ biến từ 12 đến dưới 18 tuổi. Trung Quốc thậm chí còn phê duyệt sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên. Đến cuối tháng 5, Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu EMA phê duyệt việc sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer-BioNTech cho trẻ em trong độ tuổi từ 12 đến 15. Nhiều nước cũng tự nghiên cứu vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em. Ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 thông báo đã ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 đầu tiên tại làng vận động viên ở thủ đô Tokyo. Ca mắc được phát hiện trong quá trình xét nghiệm sàng lọc. Quốc tịch của bệnh nhân sẽ không được công bố do nhằm đảm bảo quyền riêng tư. Tuy nhiên, thông tin này làm dấy lên lo ngại về sự lây lan COVID-19 khi các đoàn thể thao quốc tế bắt đầu đổ về để chuẩn bị cho giải đấu khai mạc vào ngày 23 tháng 7 tới đây. Do dịch bệnh COVID-19, Ban tổ chức Olympic Tokyo đã quyết định các sự kiện ở thủ đô Tokyo và 3 tỉnh lân cận là Chiba, Kanagawa và Saitama sẽ diễn ra mà không có khán giả. Hãng dược phẩm Pfizer của Mỹ đã đồng ý trả 345 triệu đô la Mỹ để dàn xếp các cáo buộc của người tiêu dùng về việc họ phải trả nhiều tiền hơn để mua EpiPen. Trong hồ sơ gửi lên tòa án liên bang thành phố Kansas, EpiPen là một thiết bị cầm tay có chức năng tự động tiêm epinephrine để điều trị các phản ứng dị ứng nghiêm trọng hoặc đe dọa tính mạng. Một nhóm người tiêu dùng ở Mỹ đã đệ đơn kiện Pfizer cáo buộc công ty áp dụng những biện pháp nhằm giữ thế độc quyền trên thị trường thiết bị y tế và duy trì lợi nhuận. Năm 2016 đã diễn ra một làn sóng phản đối kịch liệt khi giá một cặp EpiPen bị tăng giá từ 100 đô la Mỹ lên 600 đô la Mỹ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại Thế giới chuyển động hôm nay.